cái rô con nào nấy bự trơn. Ôi 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 kìa cá lóc cả nhà ơi, chào cả nhà nhé. Hôm nay ra nhà của anh Hữu, anh Sáu bắt cá đây cả nhà, tát hàm cá đây nè. Tháng này tháng cạn anh Sáu anh tát hàm cá này để anh bán. Cái rô còn đậu đây bành bành không à? Quay trời cá rồi. Hello Sang. Hello bên em luôn nha. Cái rô còn đậu đây khủng khiếp được chứ. Trời ơi cá chốt. Chốt không bự. Cái này bỏ cá chốt đi. Là xong xong để ở đây dưới đây xong. Ê trời ơi chạy nó bự. Khủng khiếp cá thì giới cái rô còn nóng nấy mê mê không à. Này là anh Sáu anh kéo cá trắng rồi đó. Bữa nay thì dạng cá lóc cá rô cá chê thôi. Còn cá trắng thì kéo rồi. Trời ơi cá rô kìa. Cá rô này anh bán bao nhiêu ký anh Sáu? Cá rô bé lớn 50 ngàn hả? Cái này đâu phải cá rô nuôi đâu, cá rô đồng mà. Coi cá chốt rồi xong. Cá lóc. Xuống dưới cái đời thấy ham quá. Cái rô bị lớn mà có 50 ngàn ký chạy. Đó kìa. Lắp cái đùi đó. Bắt ở đâu? Đây để tôi. Rồi. Bắt cái gì? Bắt bỏ vô cái cắt cái gì đi. Đây coi chừng. Lượt luôn đi cho nó vui. Ừ. Để đi trước đi sao nó buồn. Cái tông tốt ngoài kia kìa. Cái này Vinh. Kéo này xong rồi đó, họ đi bắt hôi nha. Trời ơi, con cái gì dữ lắm bự ngoài kia kìa. Nó ngạo con kia kìa. Cá chê nhiều lắm nha anh em. Lưới này có chỗ nào lủng không? Đem lên ta giá lại. Trời ơi. Cá lóc cá chê. Chê trắng nó bự rồi trời. Cá lóc. Con nó thả đi. Cái này xúc lên lửa chứ bắt biết chừng nào. Dữ lắm rồi. Đúng đời thì chứ. Nè, đứng lên nè, xúc nè.
đây. Sao rồi? Chịu lại lấy cái móc lên. Lấy cái móc lên trên. Trời ơi. Để cho nó đi. Ê. Đây nè, đưa đây. Tới sang rồi. Rồi cá lóc kìa. Cá già ơi. Là lận dục nó chết á. Chụp nhẹ lên, chụp nhẹ lên. Anh Hữu, anh Sáu ơi. Cho cái thùng ạ, cho cái thùng. Về sao, xóa nó đi. Chặn đó. Thôi, con có lóc rồi kìa. Một con cá lóc nữa. Xúc đi trả cho mấy ông lựa quay. Thì trắng nhóc chừng á. Mạnh lắm mạnh. Đó. Một con nữa. Ôi còn con cá lóc bự nữa kìa. Rồi, lên cá lóc rồi kìa. Lóc kia mấy. Đuối rồi, vô đây đuối rồi. Cái chốt kìa kìa. Cái rô gì mà 50 ngàn ký trời. Rẻ chứ sao. Chốt thùng. Không kịp. Trắng đúng không anh? Cái này chơi trắng nè. Dạ. Yeah. Trời cái chơi trắng nó bự trời. Cái rô còn to nè. Chấm chấm bắt chấm. Cái rô động nè cả nhà. Con mày lớn nè. Này trắng đúng không? Không. Xì. Đây. Chơi trắng mình nhìn xong rồi mình biết anh. Cái màu nó khác. Chừng cái chốt anh ơi, cái chốt anh ơi. Cái đầu nó khác chứ con cá chi phi. Đó, cái đô. Bên kia con cái đô nữa kìa. Cái đô mà không tham chứ. Anh Sơn bắt nghe tôi bắt hang cho trắng như rồi, móc hết luôn. Hơi nặng nha. Đi. Có con cá chê vàng nữa kìa. Kéo gì phải mau chứ bắt lên lâu lắm. Nào. Bắt từ con gì nó lâu lắm. Mày chốt nghe này hang. Rồi chuyền cá lên, rộng luôn. Anh em mình tiếp tục hành trình nữa. Lên. À, bỏ ra mấy con nữa nè. Ba, từ từ, đây nó là mấy con nè. Quá cá rồi. Cái đồ ấy hẹm tám. Ừ, nè. Rồi, cắt lại cắt bị mũ rồi, không được rồi. Cắt này nè, thì nè. Mới đảo đồ một đống nước, bây giờ cái lóc không gian, bỏ nước luôn. Ê, cái nhà ơi, cái lóc nè. Cầm không nổi luôn á. Cái lóc này mình bán bao nhiêu ký anh sao? 95.000 ký hả? Cả nhà ơi, cá ở đây nó rẻ dữ lắm rẻ. Cá lóc này mà 95.000 một ký nè. Còn cái rô bay lớn này nó có 50.000 à. Cái rô bay lớn là 50.000 nè cả nhà, cái rô đồng nha chứ không phải cái rô nuôi đâu nha. Đây nè. 50.000 ký. Bên em là tại vì cũng có trăm ngoài anh bên mình á. Quê của anh Sáu cũng quê ở lúa cả nhà, nó bên mình nữa. Đó là nó có bên trong cái trăm ngàn gì á. Dạ.
Thằng Sáu là gốc ở bên lúa luôn á, gốc bên nhà á. Rồi bây giờ hồi đó thì qua đây làm ăn, ở bên đây luôn. Đất cát bên này. Mấy chục anh? 50 hả? Quá rẻ á. Cái này cá chốt để cho em lại cho em hết trơn đi Sáu. Sáu, có bao nhiêu ký em cần, bao nhiêu ký? Bóng mú à. Đây là cái bóng tượng. Bóng tượng như bóng mú ha. Cá này là kho khô ngon lắm cả nhà. Nấu cháo rồi ha. Bộ lắm á. Con cá này mình anh thả lại đợt sau anh Sáu. Cái này chưa tới chuẩn ở đâu nha. Chưa. Mấy cái lóc này là dư chuẩn rồi. Trời ơi, qua 2 ký mấy. Cá bóng tượng anh. Này cá trắng. Trắng thì không có giá cả nhà. Cá này có 20.000 ký à. Một cá rô bị lớn mà 50.000 lúc cũng sợ luôn á. Cá rô là cá rô đồng chính cống luôn chứ không phải cá rô nuôi. Cả nhà nhìn là biết cá rô đồng mà. Cái đầu đó nè. Chốt thì lúa đặt bắt rồi. Ê, mày lại thấy có lúc chưa? Mấy ông anh đang bị gạn cái nữa. Hầm này rộng lắm. Cái rô với cá lóc với cá chê nó chuối lắm. Mình kéo này bắt là bắt trốn phần thôi chứ không là bắt hết được. Máy thì đang bơm để cho cạn xuống hết rồi bắt đầu mấy anh em xuống mò. Nước còn nhiều quá mà không được. Lóc cái nữa coi cái này có bằng cái nãy không nha. Mấy anh em là dằn chì. Đã xong lần kéo rồi cả nhà. Cái này ham được hay xong. Cái rô con nào ông lấy gì mình chán trời. Cái lóc mình thôi khỏi nói cả nhà. Còn ký mấy 2 ký không à. Học rồi xong mai mốt mình có tấm lưới bị lớn còn kéo ra xong cái sẽ kéo xong. Hai anh em mình kéo. Kéo cho được. Ê, đưa cái xô vô lụm mấy cái chốt nè. Dùng chú anh làm cho. Là xong. Cá chốt. Cái phao đây không ai chặn nữa nè. Gì vậy? Ôi ơi. Chiếu đi nữa lại. Nào cái kéo này đâu biết. Quá bự rồi, cái lưới này quá bự rồi. Nhà có bao tay hen. Cũng ngoài luôn đó chú. Sao ông mần cái đó hoài vậy, cái lỗ đó vậy sao? Nguyên lỗ hay vậy?
đó. Ít cái lóc hả? Có cái lóc nãy nhảy mấy con rồi đó. Nước nó sát gạt gì mà nó hở cá đi ra được ta? Cái này mà mấy bữa đậu kéo cho cá trắng nó nhảy nó đã lắm trời. Hello bà chủ nha. Bà xã của anh Sáu. Ồ, cá chốt. Kè bên kia. Trời ơi, cho trắng. Ê, đi dọn con nó cứ đẩy tụi xuống. Dọn con nó nè. Trời, hay vậy. Có cấp hả? Hay chơi đi, chứ nước khó bắt lắm cả nhà, chứ không phải giỡn đâu nha. Chuyên nghiệp á. Bắt méo mỏi vậy. Ôi rồi. Trời. Đụng rồi con nào cái móng. Gạn cái này gạn ngày càng ít rồi. Đi sao cái đó có nhiều á. Mé ngoài hả? Này làm như nó chủng hai đầu rồi đó, nó chính giữa nó cao quá. Ít hôm nãy rồi. Bớt hôm nãy nhiều ha. Ồ, tôi có cái lóc chạy phá lửa luôn mấy bộ ơi. Dỡ lên, để cháu coi. Lướt cái đậu mà trời. Rửa nó nới ngoài rửa cái cho sạch kìa. Vàng đi. Chốt kìa, từ chân từ từ. Cá lóc ơi. Ba nắm đậu giờ tôi nắm đôi à. Trời, siêu nắm kỹ lắm. Nắm sao không nắm? Không nắm gì đó. Ê. Sao ơi. Ủa lẽ con không kìa hả? Khủng khiếp thiệt chứ. Chắc chắn quá. Chắn quá không Thạnh? Chắn. Lấy xô ra. Lấy xô đi. Đi ngoài nha. Để chọn đi mút đây luôn. Tính ra ngoài đi. Ủa cái chắn này bị thật cứ lôi ra ngoài luôn rồi. Chắn là nhiêu ký hả anh? 40. 40 ngàn. Gì xong hết rồi cái gì liền. Đây đây. Ơi coi chừng. Ô, cá lên đi. Cá lên anh em ơi. Cái rô thì khỏi nói đi. Đứng đời đi chứ. Cái gì đâu. Chứng mà. Rô mà có hàm mà thả cho con em đẻ liền. Lên lên hình ơi. Lấy thọt vẫn chưa chắc hơn ngoài cái chốt nhiều anh Tâm. Đây nè khúc này mà lợi chân mà sao có lướt nó vô lại cho má nó khôn lắm nó sát nó rà rà dưới đất á chích vớt liền liền nè khôn nó gà gà sát méo mà này kiếm 5-7 kg là xiền luôn á. Đây. Rồi vô đây Phong Mạnh. Ừ. Làm đi hồi bắt cá à. Mấy cá có bớ bự bự căng sao nè. Chạy bây giờ bỗng nó ngon đó. Tốt con nhìn. Để nhét hầm cô cho nó luôn mọi người. Sống là chết. Sống chị. Xong xong xong. Lên lên. Cứ giữ cái tay em nghe cháu.
xong rồi xong cá thời gian cá dầu con cái xong đây ai giữ tay với chân gì đây. Đây nãy mình kéo dưới giờ lên đây mình kéo cái nữa cả nhà, động này cho nó rút dưới kia, cá lóc còn nhiều lắm, mấy anh em đang phụ tiếp. Thì miếng đất này nó trũng hai đầu, lâu lắm rồi có cảm giác tát này cả nhà, tát cá mà tát cá hầm lớn như vậy nè. Hầm này là một phần á, là anh thả, còn một phần á, là cái bọng á, anh rút rồi cái mùi nước nổi nó vô đây nè, là ở chỗ này nè, là cá động nhiều. Ôi sao có cái đuôi. Lên. Ông ba em chụp dưới trời. Cá lóc cả nhà coi nè. Con nào không lấy về không nè cả nhà. Ủa con này bụng bự. Để em kè xuồng cho. Trời. Ủa cây gì đây chạy? Bự không? Đây con nữa nè. Tay nó nhám. Lụm hay dời, lụm hay dời. Lụm hay dời. Rồi không nổi với nó mà. Kéo lần lần vô đi. Sao mà dù nó qua lướt được hay vậy ta? Ngấp lừ con cái này chơi nè. Ủa có chị cho nó hở tút trên chứ hả? Cho anh Sáu kìa. Cái này khoảng 20 năm về trước mà có cái điện về cá bao nhiêu cho đủ anh Sáu? Lỡ mà kìa sang dính con kìa. Hồi xưa là người ta nhà nào cũng có cái điện đó nha. À, mùa nước nổi là bắt đầu chất trà để đó. Rồi cái qua muốn nổi nó cạn cái bào tát. Hồi đó là làm đâu có xiệt đâu, bởi vì cá rất là nhiều. Từ khi xiệt ra rồi cá ít. Thì nếu con cá mà mình không động là nó rút vô nó ở. Như cái hầm này nè anh Sáu thả cũng ít, không có nhiều đâu mà rút vô nó ở như vậy đó cả nhà. Như là hầm này là 2 năm rồi anh Sáu mới tát. Hầm này 2 năm hả anh Sáu? 2 năm rồi mới tát phải không? 2 năm hả? Bởi vì cái rô con nào nó bự như vậy đó.
cá nó ngào con cái này. Ai mà thích bắt cá khi mà tá cầm cá này là bị bắt là thích luôn á. Quá trời cá luôn anh Liêm ơi. Về đúng cái dịp này anh cho em cho anh bắt. Vì ngày không hết cá nữa. Con cho cốc hao lên nhà ta kìa, sâu lên kìa. Ừ. Xong hết ăn cá mình tông luôn cả nhà ơi. Ê, ruộng bãi ra bớt không? Bỏ khúc đó đi. Bỏ khúc ra sang chặn khúc ngoài, bỏ giác ngoài đi chủ cho nặng, chặn ngang rồi bỏ đi. Hai chân cẩn thận xong ơi, sang ơi, không có chốt dục bờ trời. Rồi đó, lên rồi đó. Lên chì rồi đó. Với ngoài chạy. Ông thò ông dở thịt lên hết, ông thò tay vô ông lụm đi. Ông hồi khó chịu nó đó. Ừ, đếm thịt hết lụm đi. Cái chì trắng cái phi vậy? Lú đâu kìa? Phi là... Rồi lên. Cái chì trắng đó. Rồi. Phải không? Đó đó. Trắng mà. Bắt đi. Trắng mà. Vậy là mà nhìn không chuyên nghiệp ơi. Không bằng ông anh ngoài kia rồi. Đủ sẵn thịt nè để cái chốt lên. Chốt nằm ngoài kìa. Chỗ này cháy trắng nhiều lắm nha con. Thằng này đặc biệt không có con tép đâu chân chạy. Không có con tép nữa. Cá này ăn hết trơn cái gì á. Úp thịt lên đi. Hay cái nữa là cá lô kiến không có nè. Có ít xỉu à. Cái lau kiến vậy là ít rồi đó. Vậy là mừng á. Kia nó rộng cái mụn nó ra. Rồi lên đi, lên mình sàn sàn rửa luôn. Cái trắng hoa bài kìa rồi. Cái này chủ đại xuống đi, dọn xuống nước luôn ấy. Chưa, chủ lắm rồi, giữ trống ra. Bắt con lợn nó hết đi. Mấy cái thịt ra mới được. Thường lại lên được. Chưa, cái này dữ lắm. Đâu có ngoài đâu. Sao nằm ở ngoài ngủ à? Mày ông chủ. Trời ơi, cái trắng bự kìa. Chục sườn kìa anh. Già luôn. 2 kg. Có chứ. Cái lóc mình mò hết rồi. Trời ơi. Cái lóc mà nãy giờ tôi bắt ở đây không biết nhiều có lóc không? Nãy giờ nó bắt ở đây không mười mấy chục cái lóc rồi. Kìa kìa, ảnh kìa, ảnh kìa lú đứng kìa. Vô cái chốt này chốt bự kìa. Mẹ này nhiều nè. Quá rồi. Được rồi, nó đi sao rồi. Chúng ta đây.
Lên nhẹ nhẹ thôi, xúc chuyền lên nhẹ. Chân tắm ơi. Chốt gì kho đây không? Không được đâu. Sáng dùng cái hồ sùng đi. Lấy sùng ra ngoài. Cái gì đó thì nè đây nè, nè đây trong đây ba con hả? Trời ơi, cái chơi, cái vũ tốt. Không á diễn chơi. Nè, chút chút. Cái này cái đâu kiếm mơ gì cho nó vậy trời. Sao không hay chứ, con gạn là không có cái lô kiến là hay đó. Con nuôi không có lô kiến là hay lắm á. Bác sĩ cụ. Bác sĩ là giống như là trưởng khoa không à? Trưởng rồi, không có ông nào mà nhỏ nữa. Bác sĩ rồi. Chứ bự luôn à. Dạ, không có ông nào mới ra trường chứ á. Trưởng khoa không à? Già hả? Già chứ. Trưởng khoa với đồng ngành gì không à? Hai. Rồi. Xong một mẻ cả nhà. Vô mình lựa cá nha. Bắt luôn luôn, vậy luôn, vậy nè. Nè bắt cái lóc vô sọc, vậy vô luôn. Nè lưới sọc thì sao ơi. Lưới sọc xong nó đi, cho xe đấy lên đi. Xe đó đại viên anh Sáu, không lửa anh Sáu. Kìa kìa, tới nè. Để chết, bắt cái lóc vô đi. Vô đi. Cái lóc làm chết, ủng lắm. Cái khủng ở đó không có cả nhà. Để lấy chơi, để chơi dưới dễ là. Bác sĩ cụ. Bác sĩ cụ đang lấp chốt rồi, bắt lên hết luôn nha. Rồi, để rồi. Con nhảo cho nó. Dạ. Ha ha, nghe Lâm Kiến hả? À, hết anh nổi rồi. Trời ơi, máy bay. Trắng không nhóc chân đây nè. Cái chơi bác sĩ cụ trước chốc chân anh. Chốt trong khoang nha thằng. Nằm trong ngọt. Trong hai cái con còn cá lóc luôn, cái chê luôn. Trời đất ơi. Cái chê bỏ nó đi. Bỏ cá lóc lên. Lóc ra đi. Trong ra con cá bắt lên trời, hồi tôi làm coi gì trong. Chê thi nó chết rồi má ơi. Để nó là khô. Queo mà khô. Queo mà khô. Ờ, chui đó. Trốn. Vậy lao, vậy lao, vậy lao. Quá cá rồi. Rồi sao trước lựa cá cả nhà. Mấy hàng cá này cá màu không có nhà có 20 ngàn một ký à. Ai mà thích ăn cá thì giờ ta cũng xính ăn cá nha. Bên kia. Khoan khoan. Vô đây đi. Nhục vô. Nghe bỏ đâu? Mà vô trả để cứu đó. Đậu đổ luôn hả? Đắng đi ra cái lượng. Thôi giờ mình lấy cái cá qua đi. Lóc rồi, sáu bỏ rồi, sụp rồi. Trong này có con trong này nè. Rồi bỏ luôn đi. Bỏ đây nè. Cái này đắng nữa.
Thay kìa. Cái chốt nó nằm ở dưới á. Dục cái dây trắng này để đâu nè? Ở nhà đâu? Thì khiên cái lại đẳng luôn. Nè, bắt bỏ vô cái thao kìa, thao kìa, thao kìa, thao kìa. Có tay không? Đi. Thôi đi. Ờ, ở chơi trên này gọn hé. Thôi được rồi, như cho nó đi. Cái chốt cái rô riêng. Thấy thấy tôi thì không mà lộn gì. Nói bưng đi, hết. Hết hồn quá. Hết hồn tôi ta. Chơi tôi ta. Dữ lắm cá cả nhà. Rồi em sao quá. Chưa có đổ được anh ạ. Thôi sao rồi còn nhắc cho em rồi. Thôi rồi nó được rồi. Dữ lắm. Anh đang giàu cái tôi trắng rồi. Đây cầm nhá. Mình nghe chưa nè, được cho xuống nè. Chốt kìa. Để bắt cái chốt kìa. Vô. Đây bắt cái chốt của xin đổi xuống. Cái đường nhỏ nó cái đường lại đó. Cái đường lại gì? Đường lại trắng nè. Ê ê ê. Trắng rồi. Lọt con cái chốt rồi. Rồi, lắm rồi. Rồi. Ba con. Phải cây đầu kiến hả? Bắt bắt qua đi, đổ qua cái chốt qua cái một của mình. Ồ, gỗ nó mập. Chích cái mỏ anh ta trời. Thôi, thôi, đổ bác sĩ cụ giọng đi. Đây, bên đây có cái chốt gì rồi kìa. Rồi 2 kg à, 3 kg à. Đây mình trọng riêng. Nãy giờ cũng 3 kg hay sao? Xiên. Đây cho nó tỉnh lại. Chứ cũng có hao con mới nhưng không sao đâu. Quay. Giờ anh em vô nghỉ mệt chút xíu ra mò nữa cả nhà. Giờ cho nước nó cạn đi ra mình bắt tay vô nghỉ mệt chút xíu. Ôi vô nghỉ mệt chút xíu đi ra tiếp 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 tục. Dạ lâu chút vô ăn cái gì cái mình ra mình bắt tiếp coi nha, nước cũng còn nhiều lắm. Dành hết kênh là tao không có chịu đâu. Giờ hẹn cả nhà chút xíu nữa.